Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là 6 nguyên tắc ăn mặc con gái nào cũng thích. Các bạn thân mến, để được yêu hơn, để được đẹp hơn trong mắt người phụ nữ của mình thì mình sẽ chia sẻ với bạn những cái nguyên tắc ăn mặc sẽ khiến cho con gái cực kỳ thích, cực kỳ yêu ở bạn luôn, mà khiến cho bạn trở nên nổi bật hơn, mà khiến cho bạn trở thành duy nhất trong mắt của cô ấy nữa cơ. Đó là điều tuyệt vời phải không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 6 nguyên tắc ăn mặc như thế nào để cho con gái thấy được cái nét đặc trưng riêng của bạn mà con gái cực kỳ thích, cực kỳ yêu nữa cơ nha các bạn. Cái nguyên tắc đầu tiên sẽ khiến cho con gái cực kỳ thích ở trong cái cách ăn mặc của bạn, đó là cái cách ăn mặc của bạn như người trưởng thành chứ không phải là như thiếu niên các bạn nhé. Ăn mặc như người trưởng thành nó như thế nào? Đó chính là các bạn ăn mặc gọn gàng cho mình. Các bạn ăn mặc gọn gàng chứ không phải là các bạn ăn mặc nhố nhăng như những cái em thanh niên rất là nhỏ ấy. Thì các em ăn mặc nó kiểu như là nó không được chững chạc đâu. Thế nên là con gái thì thích cái sự chững chạc và trưởng thành để con gái có thể dựa vào. Tất nhiên người con gái nào cũng thích cái người đàn ông ấy ăn mặc gọn gàng lịch sự các bạn ạ. Hãy ăn mặc gọn gàng lịch sự, có nghĩa là quần áo nó có thể vừa với nhau và các bạn nên kết hợp cho là hài hòa một chút nhá. Nó không cần quá là cầu kỳ đâu. Ví dụ như là bạn sơ phiên cái quần jean với cả áo phông chẳng hạn, hoặc là bạn có thể áo phông bạn có thể thả ra nhưng nó hơi ngắn, ví dụ nó hơi dài thì mình có thể sơ phiên vào ấy. Thì đó cũng là một trong những cái cách ăn mặc mà con gái rất là thích. Bạn cứ ăn mặc làm sao bất kỳ ai nhìn vào sẽ thấy bạn là một cái người chững chạc thì rất thu hút ánh nhìn của con gái, và con gái rất thích cái phong cách ăn mặc đó nha. Cái nguyên tắc thứ hai cực kỳ quan trọng mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là các bạn đừng học theo những cái nguyên tắc tiêu chuẩn của người khác. Các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ học theo những cái nguyên tắc tiêu chuẩn của người khác. Ví dụ người ta bảo là nên ăn mặc như thế này, nên ăn mặc như thế kia. Tất nhiên chúng ta có thể tham khảo những cái ý kiến đó để xem nó có phù hợp với mình hay không, nhưng mà mình đừng áp cái ăn mặc của người ta vào mình. Đừng có áp vào nhá. Bởi vì để cái thực hiện cái phong cách riêng của mình thì mình chỉ có thể tham khảo những cái phong cách ăn mặc rất là đẹp để mình áp dụng vào cho mình, chứ không phải mình bê y nguyên vào. Và khi bạn bê y nguyên vào ấy thì bạn sẽ không có cái phong cách riêng. Mà phong cách riêng thì con gái mới thích cơ. Tất nhiên chúng ta không phải là chúng ta thực hiện những cái phong cách ăn mặc này chỉ để phụ nữ thích, mà cái điều quan trọng ấy nó còn nói lên cái cá tính riêng của mình, nói lên cái sở thích và phong cách của mình. Ví dụ bạn thích phong cách ăn mặc hip hop chẳng hạn, bạn có thể mặc, đúng không? Bạn có thể mặc phong cách hip hop, hoặc là bạn có thể mặc những cái phong cách ăn mặc mà mình có thể thoải mái nhất. Ví dụ mình thích hay thích mặc quần jean và áo phông, ví dụ thế. Hoặc là mình rất là thích mặc cái áo sơ mi với cả quần jean, ví dụ như vậy. Thì bạn có thể ăn mặc miễn sao mà mình cảm thấy thích, mình cảm thấy hài hòa và mình cảm thấy đẹp là được nhá. Mình cảm thấy đẹp thì đối phương cũng ít nhiều, ít nhất thì cũng sẽ cảm thấy đẹp các bạn nhá. Bởi vì ai cũng thích cái đẹp các bạn ạ. Vì nhìn vào cái bộ trang phục người ta thấy nó rất là phản cảm thì người ta sẽ không thích. Đôi khi chỉ là một cái áo nó không được trắng thì nó cũng sẽ làm mất đi cái ánh nhìn của người phụ nữ. Ví dụ như là bạn mặc áo trắng thì bạn nên phải là cái người giữ gìn cho cái áo trắng đó nó luôn trắng sáng. Hoặc là ví dụ như là không có để nó cho nó trắng sáng được thì mình nên chọn những cái áo có màu tối hơn các bạn nhé. Cái nguyên tắc thứ 6 trong cách ăn mặc con gái rất là thích đó chính là bạn hãy mặc theo cái phong cách của mình, theo cái tiêu chuẩn của mình. Ví dụ mình thấy cái đẹp là như thế này thì hãy làm theo. Mình thấy cái phong cách này mình rất là thích của một ai đó, mình có thể học theo và mình thấy nó có đẹp không? Đẹp thì mình theo. Đó, đó chính là cái việc mà bạn có cái nguyên tắc ăn mặc riêng của mình ấy. Chứ mình không phụ thuộc vào mình cứ phải theo người này, theo người kia thì lại có rất nhiều những cái ý kiến mà rồi cuối cùng á mình chả biết là mình nên ăn mặc như thế nào. Thì đừng làm điều đó nhá. Hãy ăn mặc theo cái cách của mình muốn, theo cái phong cách, theo cái sở thích của riêng mình, để từ đó bạn cực kỳ tự tin trước mặt con gái nhá. Cái nguyên tắc ăn mặc thứ tư mà con gái cực kỳ thích đó chính là đầu tiên bạn phải làm hài lòng chính bản thân mình, và bản thân mình phải thích cái đã.
Khi mà các bạn làm hài lòng bản thân mình và bản thân mình thích ấy, thì điều đó sẽ tăng cái sự tự tin của bạn. Bởi vì cuối cùng mà bạn mặc vì cái điều gì? Không phải vì cô ấy đâu. Hãy mặc vì chính bản thân mình, đừng mặc vì ai đó thích. Nếu như bạn mặc vì ai đó thích, bạn sẽ rất là mệt mỏi. Bạn sẽ khó có thể làm hài lòng người khác, nhưng làm hài lòng chính mình lại là điều cực kỳ tuyệt vời, mà lại là cái điều tốt nhất bạn có thể làm. Hãy làm hài lòng chính bản thân mình nhất nhá. Khi mà bạn ăn mặc đẹp ý, thì bạn cũng là tôn trọng đối phương và cũng tôn trọng chính bản thân mình rồi, có đúng không nào? Thế nên là đàn ông, đầu tiên bạn hãy làm hài lòng bản thân mình trước. Mình ăn mặc làm sao để làm hài lòng bản thân mình trước? Bản thân mình cảm thấy vui vẻ, bản thân mình cảm thấy thoải mái. Khi mặc bộ này mình rất là thích, mình cảm thấy rất là hài lòng. Cho dù có thể có người ta không thích, nhưng đó là việc của người ta. Điều đầu tiên ấy, và điều quan trọng nhất và điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm, đó là làm hài lòng chính bản thân mình đầu tiên nhá. Cái nguyên tắc ăn mặc thứ 5 mà con gái rất là thích ở bạn ấy, đó chính là các bạn ăn mặc gọn gàng, phù hợp với phong thái của bản thân. Như mình đã nói rồi, bạn hãy ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ nhá. Bạn ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ, nó sẽ là điểm cộng khi mà các bạn giao tiếp với con gái hay bất kỳ ai cũng thế. Ví dụ như là bạn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ này, các quần áo nó trắng này. Ví dụ với cái áo trắng bạn rất giữ gìn nó trắng này. Còn đâu nếu mình không giữ gìn ý, thì mình sẽ chọn những cái áo nó màu tối màu một chút đấy. Ví dụ như vậy. Thì khi mà các bạn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thì sẽ rất là được điểm trong mắt đối phương và trong mắt những người xung quanh. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là nó phải phù hợp với phong thái của các bạn nhá. Bạn không cần ăn mặc quá đẹp mà nó không phù hợp với phong thái của các bạn. Ví dụ bạn thích một cái bộ nó thoải mái, nhưng mà đối với người khác ấy thì nó không còn đẹp, thì bạn lại phải thay đổi. Bạn không cần phải thay đổi như thế. Hãy ăn mặc gọn gàng sạch sẽ theo phong cách của mình. Mình ăn mặc đẹp mà lại theo phong cách của mình có phải tuyệt vời không? Đúng không? Ăn mặc đẹp mà người ta còn thích nữa thì có phải tuyệt vời không? Cho dù có thể có người ta không thích, nhưng mà chỉ cần mình thích thôi. Khi mà bạn thích ấy, thì bạn sẽ có cái nguồn năng lượng rất là tốt cho nó. Bạn sẽ tự tin cực kỳ luôn ấy. Khi mà bạn thấy tự tin về cái phong cách ăn mặc của mình cảm thấy thoải mái ấy, thì khi đó mình làm việc gì cũng thuận lợi luôn các bạn ạ. Và cái nguyên tắc cuối cùng cực kỳ quan trọng mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn để con gái cực kỳ thích, đó chính là: đầu tiên ấy, các bạn hãy làm điều này vì chính bản thân mình, chứ không phải vì một ai đó, vì ai đó thích nhá. Cái điều này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Các bạn ăn mặc đẹp là bởi vì bạn thích. Đầu tiên là phải bạn thích, chứ không phải là ôi mình ăn mặc chỉ vì cái cô đấy, mình thích cô đấy, cô để cô đấy thích mình, hoặc là để những người phụ nữ kia thích mình. Không, các bạn không cần phải làm như vậy. Các bạn làm như vậy các bạn sẽ rất thèm cuốn hút. Các bạn cuốn hút là ở chỗ là các bạn làm điều đầu tiên ấy, các bạn ăn mặc đẹp ấy, là cho chính bản thân mình. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ là cho chính bản thân mình. Dù ăn mặc như thế nào, chỉ cần nó gọn gàng sạch sẽ, chỉ cần là mình thích thôi. Khi mà mình ăn mặc, mình cứ phải xem người kia khen người kia, nhiều người khen thì mình mới thích. Còn nếu mà ít người khen ấy thì mình không có thích, không cần phải làm như vậy. Chỉ cần bạn thấy hài lòng với cái bộ trang phục này, hài lòng với cái ánh mắt nhìn của mình, thì đó là điều tuyệt vời rồi. Bởi vì mình tin rằng ánh mắt của bạn nó sẽ biết được rằng cái này có phù hợp với bạn hay không. Hãy tin vào con mắt của mình. Và cái điều đầu tiên mình cần phải làm đó là làm hài lòng chính bản thân mình. Mình mặc bộ này mình cảm thấy hài lòng, mình mặc bộ này mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thì đó là những cái điều ấy mà chúng ta nên làm. Và nó sẽ khiến cho đối phương ấy cũng nhìn bạn bằng một cái ánh mắt khác. Khi mà bạn làm điều này vì chính bản thân bạn, chứ không phải vì một ai đó, vì để cho nhiều con gái thích ấy, thì khi đó ấy, bạn lại có sức cuốn hút vô cùng lớn đối với con gái đấy. Các bạn thân mến, trên đây là 6 nguyên tắc, và nhất là cái nguyên tắc thứ 6 cực kỳ quan trọng nha các bạn, sẽ khiến cho con gái cực kỳ thích bạn đấy. Các bạn thân mến, để kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage có tên là Thu Thảo trên Facebook nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.